Toàn chức pháp sư, tác giả, loạn, dịch chuyện và edit video, đặt lê view, giọng đọc, ban mai FPT, được phát sóng trên kênh Triệu Gia. Rất mong, được các bạn ủng hộ. Hãy cho mình nút like và comment để chúng ta có thể tương tác với nhau nha. Mà nếu các bạn muốn đâu nét cho nhóm thì mình để thông tin dưới phần miêu tả nha. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Tập 183. Thuật tức di động. Trong nháy mắt Mạc Phàm đã dịch chuyển một đỉnh nhỏ vừa muốn hoàn thành một khung tròm sao thì ngân nguyệt ti tan phát hiện nó thể nhận biết dao động trong không gian năm ngón tay định đập ngang qua mạc phàm giật mình vội vã hoàn thành khung tròm sao dùng niệm khống mạc phàm nhìn gắt gao bàn tay màu bạc toàn thân tỏa ra ánh sáng màu bạc lấy ý niệm mạnh mẽ để ngăn cản bàn tay này đánh tới bàn tay đã chậm lại mạc phàm đã dùng toàn bộ sức lực để chống đỡ nhưng niệm lực còn chưa đủ áp chế loại sinh vật có cấp bậc như này mạc phàm khó có thể thi triển dịch chuyển tức thời chỉ có thể cắn răng dùng tới độ ảnh chạy ra chỗ khác coi như ám tước đấu bồng đã cứu Mạc Phàm một mạng, Ngân Nguyệt Titan không phát hiện ra được Mạc Phàm cho đến khi Mạc Phàm trốn ra ngoài, Mạc Phàm không thể trốn quá xa vì lo rằng Ngân Nguyệt Titan sẽ phát hiện ra độc tốc đang lan ra, thân thể đã không còn nghe lời nữa, Mạc Phàm ngẩng đầu lên nhìn Ngân Nguyệt Titan cao ngạo, trong lòng nổi lên một ý chí chiến đấu bất diệt. Những chòm sao bạc rực rỡ đan xen xung quanh Mạc Phàm, khi những ánh sao biến mất thì Mạc Phàm cũng biến theo đó chỉ để lại tàn ảnh. Một giây sau Mạc Phàm xuất hiện trên bờ vai của Ngân Nguyệt Titan, Ánh hào quang của không gian dần biến mất. Quả nhiên là Ngân Nguyệt Titan có thể cảm nhận sự ba động trong không gian, nó quay đầu nhìn Mạc Phàm bằng con mắt đỏ, như đèn chiếu xạ làm cho người ta sản sinh áp lực lớn ở trong lòng. Hỏa Diễm Giao Long. Mạc Phàm đứng trên vai của Titan, không hề sợ hãi đối mặt, Hỏa Diễm Giao Long bay điên cuồng về phía mặt của Ngân Nguyệt Titan, còn về phía Ngân Nguyệt Titan thì nó cũng không nghĩ là con bò sát này có thể tấn công lại, vội thu lại đòn tấn công rồi dùng lòng bàn tay để che lại khuôn mặt. Xem ra bộ mặt của nó yếu hơn vài phần so với những chỗ khác của cơ thể rồi, tiếp theo ta sẽ phong ấn ngươi, Ti Dạ thống trị, Mạc Phàm phát hiện ra bộ phận yếu nhất của Titan, liền phóng ra Ti Dạ thống trị. Ti Dạ thống trị úp xuống, bao trùm cả một vùng đất, ánh lửa trướng mắt, Ngân Nguyệt Titan muốn tìm Mạc Phàm nhưng lại không thấy đâu, bỗng nhiên bầu trời tối sầm lại, màn đen khiến Ngân Nguyệt Titan có chìa năm ngón tay ra cũng không thấy được. Trong bóng tối có một ảnh điều bay qua một cách nhẹ nhàng, tránh được đòn tấn công của Ngân Nguyệt Titan kịp thời, rồi lại biến mất trong Ti Dạ thống trị không nhúc nhích rồi hải long lo sợ nói bị phong ấn rồi sao người bên cạnh hải long cũng co mày nói titan không tìm thấy mạc phàm cùng bị ti dạ thống trị làm cho đứng khựng lại làm mấy người trên thần miếu sợ hãi khi thấy kho tượng cuối cùng cũng sắp bị đánh bại nhưng rất nhanh rất nhanh nó đã tìm thấy mạc phàm nó há miệng ra để gào thét sóng âm hủy diệt sóng âm hủy diệt tới mạc phàm hóa thành ảnh điểu cũng không làm gì được lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài vết thương trên người không ngừng tăng lên hành động cũng đã không còn nhanh nhẹn, mà cho dù nhanh nhẹn cũng không tránh né được, không thoát được đòn tấn công của Ngân Nguyệt Titan, chỉ có thể dùng độn ảnh, ám tước đấu bồng, dịch chuyển tức thời để đối phó với nó. Mạc Phàm đứng đó nhìn Ngân Nguyệt Titan đang tới gần, Ngân Nguyệt Titan biết con bò sát nhỏ bé này không còn thi triển được ma pháp không gian hệ nữa. Bước nhanh tới, trong mắt nó không có cái gì gọi là thương hại cả, càng không hạ thủ lưu tình đối với những kẻ xông vào đây mà chưa được phép. Một quyền này đủ để xuyên qua các ngọn núi, không có ma pháp gì chống đỡ thì cái chết là điều không thể tránh khỏi. Mạc Phàm đứng đó không di chuyển một bước, máu từ lỗ tay chảy ra theo không gian rung lắc mà nhỏ giọt, những vết thương không có thời gian xử lý đều như thể muốn xé ra. Nhanh cứu người, Hàn Tịch sợ hãi kêu lên một tiếng, cho dù có ti dạ thống trị bao trùm một khu vực, nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy một quyền này của Ngân Nguyệt Titan mạnh tới cỡ nào. Mạc Phàm, Trúc Mông cũng hét lớn. Chờ đã, con đường này phải để cậu ta đi, bao la óc đầu nhanh chóng ngăn mọi người lại. Nhưng mà, đây là thần miếu Parthenon, bây giờ chúng ta đi cứu cậu ấy cũng không có ích gì đâu, Mạc Phàm không thể gặp lại tâm hạ nữa đâu, Bao lão đầu cắt lời Hàn tịnh, Bao lão đầu cũng hiểu được nỗi lo lắng của mọi người, tiếng vang từ nơi đen kịt truyền đến, ánh mắt của bọn họ không rời khỏi đó, bọn họ cũng sợ hãi khi màn đen biến mất, thì chỉ còn lại thi thể lạnh lẽo của Mạc Phàm. Hòn đá lăn ra, Mạc Phàm dùng bả vai đập tan tảng đá, đứng dậy một cách không vững, dòng máu ác ma sụp sôi, càng gần cái chết thì càng khó mà khống chế ác ma hệ lúc nào cũng có thể cướp đoạt thân thể yếu ớt này của Mạc Phàm, để ác ma thật sự được khai sinh. Trong đầu có một âm thanh nào đó nói với Mạc Phàm, "Để cho ta xuất hiện đi, chỉ cần một chảo cũng đã đủ xé nát con ngân nguyệt titan này ra thành nhiều mảnh rồi." Người cầm mồm, ta mới là kẻ khống chế bản thân, Mạc Phàm hét lên giận dữ, cưỡng ép áp chế dòng máu ác ma này xuống. Mạc Phàm thở nặng nề, trong lồng ngực hỗn độn có xương gãy, có máu tanh, may là vẫn có thể hít thở được. Hắc ám cự kiếm trận, những kiếm màu đen bay thấp loạn xạ, So với Ngân Nguyệt Titan thì như là châm vậy, nhưng trận hắc ám này Mạc Phàm đã tụ lực từ lâu, cho dù như nào cũng có thể cầm cố được tứ chi của Ngân Nguyệt Titan, ti dạ thống trị vẫn còn tồn tại, ảnh kiếm nhao nhao đâm vào tứ chi của Ngân Nguyệt Titan. Rất nhanh cánh tay của Ngân Nguyệt Titan bị cầm cố lại, có thể cử động nhưng cũng rất chậm. Phi Dực, nhìn thấy cơ hội, tuy hai chân của Mạc Phàm không thể đứng vững, nhưng có cánh chim thì vẫn có thể chiến đấu một trận. Hãy nếm thử mùi vị nấm đấm của ta. Mạc Phàm bay lên, bàn tay bùng lửa, nắm chặt hướng thẳng về Cự Nguyệt Titan, hỏa quyền như sao băng, Mạc Phàm xông vào mặt ngân nguyệt Titan, hỏa diễm cùng lực quyền đạt tới cực hạn có thể tung ra bất cứ khi nào. Bang, không có bao nhiêu hỏa diễm, chủ yếu là sức mạnh, một đấm này không có bất kỳ cái ngăn cản lập tức bay thẳng vào mặt ngân nguyệt Titan, khuôn mặt của nó lõm xuống, phát ra tiếng xương gãy rõ ràng. Chân thì bị cầm cố bởi hắc ám, ăn phải một quyền này lập tức ngã ngửa ra sau, thân thể ngã rầm xuống mọi người ở dưới núi trợn mắt kinh ngạc khi thấy ngân nguyệt ti tan ngã xuống không thể tin được cậu ta đã cố hết sức rồi bàng lai thở dài nói ông làm gì thế bao lão đầu thấy bàng lai đi vô kết giới liếc mắt nhìn ta có thể làm gì chứ một nắm đấm này của mạc phàm đã làm chấn động rồi nhưng đợi thái thản cự nhân này bỏ lên tất cả đều kết thúc thôi bàng lai nói ngươi tự nhìn đi nó có thể leo lên nữa không bao lão đầu tức giận nói nơi ngân nguyệt ti tan ngã xuống hắc ám cầm cố đã biến mất nhưng ngân nguyệt ti tan vẫn chưa đứng dậy đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Bàng Lai nói. Độc của Bao Lơ đã phát tác rồi, Bao lão đầu đáp lại. Hàn Tịch, Trúc Mông thở dài một hơi, trong lòng đang cảm thấy mừng rỡ. Còn Bàng Lai cảm giác vui đến mức nhảy lên, như trúng số rồi vậy. Bàng Lai cùng những người khác mừng rỡ, nhưng sắc mặt của những người ba thê non thần miếu trông cực kỳ khó coi. Không có quỷ hút máu đáng chết đó, hắn tuyệt đối không thể xông vào được, Hải Long tức giận nói. Đường núi tinh hà của bọn họ bị một pháp sư hơn 20 tuổi đánh bại, bốn pho tượng đại diện cho Parthenon thần miếu không ai có thể bất khả xâm phạm, kết quả là bị đánh bại. Tiếp theo bản thân ngươi phải tự đi vào rồi, bầu lơ tiễn Mạc Phàm ở đây. Mạc Phàm gật đầu, hiên ngang đi lên đỉnh núi thần nữ. Đi vào bên trong đỉnh núi thần nữ, một nhóm người đã bao vây quanh Mạc Phàm ở gần đó. Cầm đầu là điện chủ Hải Long cùng đại hiền giả Mai Nhược Lạp. Bước vào thần điện, Mạc Phàm không muốn nhiều lời với cả, hô lớn: "Ta muốn gặp Diệp Tâm Hạ." Diệp Tâm Hạ là trong phạm, ngươi không thể gặp được, để ngươi xông vào Tinh Hà Sơn đạo, đã phá lệ lần này thôi nhưng không được có hành vi khác mai nhược lạp nói đi theo ta à, a toa nhị nhã từ đâu ra nói với mặc phàm ở điện thánh nữ sen đang tức giận nói lớn đây là đá hữu tội diệp tâm hạ đã bị phán có tội rồi nếu như cô ta không tự kết liễu thì bọn ta sẽ hành hình cô ta có người muốn được gặp diệp tâm hạ đã xông vào tinh hà sơn đạo cứ để bọn họ gặp nhau đi à, a toa nhị nhã đứng một bên nói lại có người xông vào tinh hà sơn đạo sao sen mặt mũi tái xanh tức đến tím người nói được thôi, nhưng ta muốn đích thân giám sát, tuyệt đối không để cho ác nữ đó chạy trốn, Sen đập mạnh tay xuống bàn nói. Được sự đồng ý, Mạc Phàm đi đến nơi Tâm Hạ bị giam giữ, Mạc Phàm đi lên phía trước, nơi đó còn một người đứng ở cửa, người này chính là A tòa Nhị Nhã đang mang mạng che mặt, đồ đơn giản nhưng vô cùng cao quý cùng thanh lịch để Mạc Phàm nhớ lại lần đầu tiên gặp A tòa Nhị Nhã. Mà ở trước cổng có 10 tên kim diệu kỵ sĩ đứng ở hai bên nhìn Mạc Phàm. Chỉ là tâm trạng bây giờ không giống như lúc đó, mạc phàm nhìn à a toa nhị nhã cũng đón nhận ánh mắt ấy mạc phàm chuyện của tâm hạ có phải đang nghi ngờ tôi không à a toa nhị nhã thấy ánh mắt của mạc phàm nói đúng nhưng rốt cuộc cũng chỉ là nghi ngờ thôi tôi sẽ làm rõ ràng rốt cuộc là ai đã dở trò mạc phàm thẳng thắn gật đầu nhẹ anh rất nhanh sẽ biết thôi chuyện này căn bản không có người đứng phía sau điều khiển à a toa nhị nhã không hề kiêng kỵ các kỵ sĩ khác nói thẳng mạc phàm không trả lời à a toa nhị nhã chỉ lạnh lùng nói với á pháp mở cửa Á à, Pháp không thích bị loại người kia ra lệnh, trên mặt tỏ vẻ không hợp tác. Cánh cửa đồng nặng nề mở ra từ từ, có thể thấy cấm chế đan xen nhau biến mất, bên trong thánh nữ điện có chút u ám, ngọn lửa từ đuốc không thể chiếu sáng nơi rộng lớn như này, Mạc Phàm không thấy rõ được, dừng lại ở cửa rồi đi tiếp. Mạc Phàm vừa bước vào, phó điện chủ phán quyết điện sen cách đó không xa hét lớn lên. "Đóng cửa lại, tuyệt đối không để cho ác nữ đó chạy trốn." "Đóng lại!" Cửa đồng đóng lại, cấm chế lại một lần nữa hiện ra, ngăn tất cả bước vào bao gồm cả pháp sư không gian hệ cũng đừng mơ mà vào được. Mạc Phàm đi theo ánh lửa mờ mờ, cửa đóng lại khiến cho người ta có chút lạnh lẽo. Mạc Phàm đi lên phía trước, nhìn tới những ngọn đuốc dài vô tận, những bồn chứa thánh hỏa co lại theo cầu thang, trên đỉnh thánh hỏa là một cột trụ lớn, đây là cây trụ chính của thánh nữ điện, chống đỡ cung điện hùng vĩ này, giống như là một cây cổ thụ ngàn năm dưới trụ cột, một xiềng xích màu tuyết bạc quấn quanh, chỗ khác có khóa quấn lấy, đang quấn chặt bờ eo của người con gái yếu đuối. Mạc Phàm tiến lên, trái tim đã vỡ nát rồi, tâm hạ vẫn cúi đầu, không nhìn mạc phàm. Tâm hạ, anh đến rồi đây. Mạc phàm đến trước mặt tâm hạ, có thể em ấy đã ngủ đi hoặc tỉnh nhưng không muốn nhìn mặt mình. Tâm hạ mở mắt, trong đôi mắt có những cảm xúc được giấu kín không nói thành lời. Tâm hạ biết mạc phàm sẽ tới, nhưng lại không hy vọng mạc phàm đến. Sợ hãi bản thân mình, càng sợ hãi khi nhìn vào đôi mắt của mạc phàm. Chưa nói gì, tâm hạ che miệng, nước mắt rơi xuống. Mạc Phàm thấy Tâm Hạ khóc, vội vàng ôm Tâm Hạ vào lòng. Mạc Phàm đứng lên, Mở hết những khóa quấn quanh eo của Tâm Hạ, khóa này không có cấm chế gì, mở ra cũng rất dễ dàng, dù sao cũng không phải thứ giữ Tâm Hạ lại, mà là thánh nữ điện cùng những kỵ sĩ điện ở ngoài kia, không có khả năng thắng được lực lượng vũ trang của họ. Mạc Phàm bế Tâm Hạ lên, Tâm Hạ gầy đi rất nhiều cảm giác rất nhẹ, nước mắt nóng hổi chảy vào mặt của Mạc Phàm. "Anh Mạc Phàm, anh không có gì để hỏi sao?" Tâm Hạ cũng mở miệng. "Hỏi về cái gì?" Mạc Phàm nói. "Em, em là một người khác." Tâm Hạ cắn môi, một lúc lâu mới nói ra anh nhớ ra rồi, lúc còn nhỏ, anh đi đến Hắc giáo đình, cũng nhìn thấy qua chủ huyết giáo thạch này, Mạc Phàm nói. Là trước khi đi đến Bắc Thành sao? Mạc Phàm hỏi tiếp. Tâm Hạ gật đầu nhẹ. Mạc Phàm trầm mặc, Tâm Hạ cắn chặt môi lại, những lời này chưa từng nói qua với ai, bởi vì ký ức mơ hồ cũng không biết là đúng hay sai, nói, bọn không đổ oan cho em, trong cơ thể em quả thật có một người khác đang ngủ say. Anh Mạc Phàm Anh giết em đi, chỉ có khi cô ta chết rồi, cô ta mới biến mất hoàn toàn. Kết thúc video các bạn đang nghe chuyện toàn chức pháp sư trên kênh triệu gia, chuyện được dịch bởi đặt lê view, triệu gia luôn đưa tới các bạn chất lượng video và giọng dịch tốt nhất để có thể cảm thụ cái hay của chuyện. rất mong được những cái like và comment ủng hộ của các bạn. thân ái và hẹn gặp lại trên kênh triệu gia.